Welcome all of you to English Intensive Revision Program for the Fine Examination 2020 produced by VTC and sponsored by VNUIS. The series of 15 programs help to provide you with multi basic knowledge and skills and as well as the best techniques doing the test based on examination metrics for military education and training. Join this program, you have the opportunity to get valuable scholarships sponsored by VNUIS. They are special worth worth 10 million with dong for students with the best achievement in this series of program. 20 scholarship worth 500 US dollars of English Foundation study at VNUIS IS for 20 students with the best results in this program in case you are successfully admitted into VNUIS. 200 scholarship worth 3 million Vietnamese dong for English foundation study at VNU IS for 200 students worth the highest participation in the program in case you are successfully admitted into VNU IS. And this program is continuously broadcasted at 8:45 every weekday on VTC 11, VTC 4, VTC News, and VTC Now. And the program today will focus on the lesson passive verbs and modal verbs. As we know that according to task matrix, the item related to passive verbs and modal verbs will appear in nine grammatical items from item 5 to 13. Like partially number 9, number 10, and uh, number 12. In addition, passive verb appears in different tasks, such so as error correction, uh, number 43, 45, 44. And five synonyms, antonym, number 20, 21, 22, 23. Rewriting sentences number 46, 47, 48, and matching sentences number 49 and 50. And in terms of difficulty level, the passive verbs are usually at level 2 or level 3. They are not very difficult for you. Therefore, you need to be aware of the exact position and handle perfectly all these items to increase our important foundation score for you. In this lesson, I will summarize major theoretical points, giving you good steps and effective test tip for dealing with items this tat. And I also offer my explanation with examples related to this type test for illustration to help you confidently to do the test. And now, move to our lesson today. Hit the book. <laughs> sang một cái chủ đề tiếp theo là chủ đề liên quan động từ khuyết thiếu à, động từ khuyết thiếu hay còn gọi là động từ tình thái à, trong tiếng anh gọi là modal model verbs nó là một phần kiến thức rất quan trọng mà ta thấy là trong đề thi trung học thông của chúng ta là chúng ta gặp thường xuyên ở rất nhiều nơi đặc biệt là trong các câu hỏi ngữ pháp từ câu 5 đến câu 13 à, ngoài ra còn trong các cái câu chữa lỗi sai hay là ghép nối câu đặc biệt là trong các bài đọc rất nhiều bài đọc liên quan đến dùng cái động từ khuyết thiếu này và chính vì thế đây là một phần chuyên đề rất là quan trọng và chúng ta cần phải ôn lại và chúng ta phải biết các cái thủ thuật làm bài sao cho nó uh, có kết quả tốt nhất uh, giới thiệu chung về động từ tình thái hay động từ khuyết thiếu thì động từ khuyết thiếu là động từ không có đầy đủ các chức năng và công dụng như động từ thông thường nó thường được dùng trong câu để bổ nghĩa thêm cho động từ chính tức là nó là một cái động từ phụ, khuyết thiếu nghĩa là một mình nó không đảm bảo sự đầy đủ và nó cần phải có động từ chính để diễn tả ý định của nó gần như không gần hề có cái cái nội dung chính ở đấy Nên nó chỉ mang tính hỗ trợ uh, cho những cái động từ uh, có ý nghĩa chính khác thôi. ví dụ ta thấy trên màn hình đây đây là một số động từ gọi là khuyết thiếu ta có là động từ can, could, may, might, will, would, shall, should have to, has to, must, ought to, had better, need, dare, ought. Đó. Đặc điểm của động từ khuyết thiếu thì nó có một số đặc điểm như sau. Động từ khuyết thiếu thì luôn ở dạng nguyên thể, uh, bare infinitive, không có động có to đi kèm và thường bổ nghĩa cho động từ thường. Uh, động từ khuyết thiếu không chia theo ngôi của chủ ngữ. Đây là một phần rất là hay. Nó uh, khiến cho chúng ta hoàn toàn rất là dễ dàng khi gặp nó tức là chúng ta không phải nghĩ chuyện chia động từ này theo ngôi thứ ba số ít hay ngôi thứ hai hay là thế nào không phải thêm cái gì cả đi bất kỳ chủ ngữ nào dù nhiều hay là dù ít số nhiều số ít đếm được không đếm được ta đều dùng nguyên dạng như vậy không thêm bớt gì và động từ khuyết thiếu thì có hai dạng dạng hiện tại dạng quá khứ và nên không có dạng tiếp diễn tương lai hay quá khứ phân tử và không cần có trợ động từ đi cùng trong câu phủ định và câu nghi vấn mà được dùng như là trợ động từ cho động từ chính trong câu phần này về mặt lý thuyết viết cả câu nó dài nhưng à, tóm lại thì nó như thế này chúng với động từ thường ví dụ ta nói uh, là uh, tôi uh, thích hoa hồng chẳng hạn hoặc cô ấy thích hoa hồng she likes red flowers đúng không A red rose Đấy thì uh, muốn hỏi là cô ấy thích hoa hồng phải không thì phải hỏi là does she like red rose đúng không thì chúng ta phải mượn một cái trợ động từ là động từ does phù hợp chủ ngữ là she để đảo lên phía trước trong câu hỏi. Tuy nhiên với động từ khuyết thiếu thì ta không phải mượn gì cả. Đảo chính nó lên trên đầu thì trở thành câu hỏi. Đấy, ví dụ như là chúng ta có nên làm việc này không? Should we do this? Đấy. Chứ không cần phải là, là do we should do this đúng không? Cách dùng như thế này. Thì uh, chúng ta có một số cái uh, động từ như là đi theo cặp thường đi theo cặp và có ý nghĩa gần như tương đương với nhau à, ví dụ như là must và have to là phải làm gì can could uh, be able to là có thể làm gì may might là chỉ khả năng việc gì đó có thể xảy ra shall should là sẽ uh, có thể làm gì ought to had better nên làm gì will would uh, sẽ làm gì chúng ta điểm thấy, uh, từng cụm một must và have to đều có nghĩa là phải Uh, ví dụ với từ must thì nó diễn tả sự uh, sự bắt buộc đến từ người nói và mang tính chủ quan, ví dụ you must stop smoking. You must stop cộng với động từ nguyên thể không có tu Đó, thì uh, mang tính chủ quan có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nó không có căn cứ gì về mặt khoa học, không có căn cứ về mặt pháp lý không ai bắt buộc chúng ta phải làm việc đó mà tôi các bạn nghĩ rằng hay tôi nghĩ rằng việc đó cần phải làm thì chúng ta làm. Thì nó chúng ta dùng must, chúng ta không dùng là have to, tức là không ai bắt buộc dùng have to trong trường hợp là có ai đó bắt buộc hoặc có quy định như thế người ta mới làm còn cái mà mang tính tự nguyện, tự cảm giác như thế thì người ta dùng must trong câu này you must stop smoking tức là mình khuyên người bạn mình tôi thấy là cậu nên dừng hút thuốc lại đúng không và phải dừng việc hút thuốc lại tiếp uh, từ must diễn tả quy định bắt buộc đến từ bên ngoài mang tính khách quan we must go to school on time thì cái uh, quy định này dùng must này thì nó ít hơn và nó không không uh, phổ biến và chủ yếu nếu mang tính bắt buộc thì chúng ta dùng have to diễn tả sự cấm đoán khi ở dạng phủ định you mustn't use mobile phone at school chúng ta công thức là must uh, chủ ngữ cộng must not mustn't ban infinitive uh, bạn không được phép làm cái việc gì uh, diễn tả sự uh, phán đoán uh, tiên đoán chắc chắn về việc gì đó hiện tại dự, he hasn't eaten anything for two days he must be very hungry Hai ngày rồi anh ta chưa ăn cái gì và chắc chắn là anh ta đang rất đói. À, diễn tả sự tiên đoán chắc chắn về việc đang xảy ra hiện tại. Uh, it's too late now, she must be sleeping. Bây giờ quá muộn rồi, tức là cô ta chắc chắn là đang ngủ rồi, đúng không? Tức là nói về việc gì đó uhm, chắc chắn. Uh, giống như là hai người đang định gọi điện cho ai đó để bàn công việc gì, nhưng nhìn lại đồng hồ thấy nó muộn thì sẽ đưa phán đoán là giờ này thì theo lộ trình hay là Tiến trình hàng ngày của cô cô đến giờ ngủ rồi thì không nên gọi nữa. Diễn tả tiên đoán chắc chắn về việc ở quá khứ, chắc chắn đã hoặc chắc hẳn đã. Gọi, she got very good marks. She must have studied hard for the exams. À, công thức là chủ ngữ cộng must cộng have cộng phân từ hai. Đó là gì ạ? Cô ta đã giành được những điểm số rất tốt và chắc chắn là cô ta đã phải học rất chăm chỉ. Đã studied hard, đã ôn thi rất là chăm chỉ cho kỳ thi này. Đây đây là một cái phán đoán cũng có cái tính tương quan rất là chính xác. Thường thì những người mà ôn thi tốt, chuẩn bị tốt thì sẽ có cái kết quả kỳ thi tốt. Và ngược lại khi nhìn thấy kết quả kỳ thi mà cao thì hẳn là những người đó sẽ phải đã phải dành nhiều thời gian và tâm huyết và công sức để học hành ôn tập lại. Thì chúng ta muốn dùng vào tháng 9 tháng 10 mà chúng ta muốn được ai đó nhận xét một cái câu như thế này thì thời điểm hiện tại chính là thời điểm các em nên dồn cái tâm lực của mình tập trung hết sức lực để ôn lại những kiến thức liên quan đến cái bài thi trong đấy có bài tiếng Anh và tất cả những cái số trên chương trình này thầy thiết kế là giúp các em ôn tập cho nó tốt và hy vọng các em sẽ có điểm số cao để chúng ta đạt được mơ ước của mình mở cánh cổng trường đại học và sau này theo đuổi những sự nghiệp mà mình mong muốn từ nhỏ. À, sang phần tiếp theo, have to chỉ sự bắt buộc, đúng không? diễn tả sự bắt buộc đến từ bên ngoài, tức là đến từ bên ngoài là gì? là là những quy định luật lệ và ai đó bắt buộc là nếu chúng ta mà không làm thì chúng ta vi phạm thì chúng ta bị phạt ví dụ như là bắt buộc bạn phải đi xe ở bên tay phải chẳng hạn đúng không ở Việt Nam ấy thì nếu bạn mà đi bên tay trái thì chắc chắn là bạn bị phạt đó, công thức của nó là chủ ngữ cộng have has to thì has hay là have thì nó sẽ tùy thuộc vào chủ ngữ đứng trước chủ số ít sẽ là has số nhiều sẽ là have to cộng bare infinitive bare infinitive là động từ nguyên thể có to đúng không không tu vì có tu phía trước rồi uh, have to dùng để dùng được tất cả các thì và có thể thay thế cho must ở các thì must không được dùng uh, ví dụ như uh, I had to cancel the trip due to the bad weather tôi phải uh, hủy bỏ cái chuyến công tác trip đây là chuyến công tác vì thời tiết xấu đó uh, ở tương lai Uh, thì tương lai thì có là he, we will have to try very hard to achieve the goal. chúng ta thấy là có thể dùng được tất cả các thì thì nào có thể dùng được. Uh, ở quá khứ uh, he had to do something, đúng không? Đấy, ở tương lai thì nó uh, công thức là chủ ngữ cộng will cộng have to và beneficial. giống như ví dụ ở trên ta nhìn thấy. Uh, have to thường dùng như một động từ thường và có thêm trợ động từ ở câu phủ định và nghi vấn chia theo ngôi của chủ ngữ ví dụ như là uh, she has to take her kids to school every day hàng ngày thì cô ấy phải đưa bọn trẻ đi học uh, công thức của nó là gì là chủ ngữ cộng have to cộng với be infinitive Đó. câu thứ hai you don't have to wait for me uh, cái câu đầu tiên là dạng khẳng định thì chúng ta chia động từ dùng has hay have theo chủ ngữ. Còn câu thứ hai khi mà uh, đặt câu hỏi thì riêng câu này chúng ta không 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 uh, dùng phủ định ngay đằng sau have chúng ta vẫn mượn trợ động từ tức là riêng với have và mượn trợ động từ bình thường chúng ta có you don't have to wait for me cậu không phải đợi tới đâu công thức là chủ ngữ cộng với do hoặc does not và trong câu câu hỏi thì chúng ta không đảo have lên trước giống như may my can could và người ta vẫn mượn trợ từ là does does he have to go with us anh ta sẽ phải đi với chúng 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 mình phải không anh ấy sẽ phải đi cùng chúng mình phải không đúng không à, công thức là do hoặc does Cộng với chủ ngữ phù hợp với cái trợ từ do does ở đây trợ từ phù hợp với chủ ngữ và cộng với động từ nguyên thể đó. phần uh, thứ hai đó là liên quan đến can could or be able to ba từ này thì đều chỉ được khả năng là có thể làm được việc gì có thể với can thì diễn tả khả năng hiện tại ví dụ như hiện tại à, bạn có thể bơi I can swim Đấy công thức là chủ ngữ cộng với can hoặc là phủ định là cannot cộng với động từ bare infinitive Đó. À, khi mà nói nhanh thì trong câu này người ta sẽ phát âm là I can swim chúng ta chỉ nghe thấy swim là mạnh nhất I can swim không nghe thấy I can swim trong khi trong cơ phủ định thì người ta phát âm khá rõ cái từ phủ định là like cancel à, nếu mà trong khi chúng ta học giao tiếp sau này các em à, tốt nghiệp trở thành sinh viên đại học thì chúng ta sẽ học nhiều hơn về các cái kỹ năng nghe nói đọc viết để có thể học chuyên ngành thì có thể lúc đó thầy sẽ có các cái chuyên đề các cái số dạy về tiếng giao tiếp hoặc là về phát âm nâng cao hơn à, chỗ này là thầy tranh thủ nói uh, chèn vào đây để cho các em có thể khắc ghi được, nó có điểm tựa ghi nhớ tốt hơn. À, diễn tả một sự cho phép. À, can có thể diễn tả sự cho phép và thể phủ định được dùng để diễn tả một sự cấm đoán nào đó. Ví dụ như you can use my phone if you like. You cannot take the slip. Bạn có thể dùng điện thoại của tôi nếu bạn muốn. Câu thứ hai là you cannot. À, chúng ta thấy là có nhấn mạnh vào cannot, chứ không phải là you, you cannot. Take the lift, bạn không được phép dùng thang máy này. Công thức ở đây là chủ ngữ cộng can not và, và cộng động từ bình thường không có tu. À, ví dụ tiếp theo là nó diễn tả sự cho phép, ví dụ can I pay by check, tức là khi bạn đi uh, mua sắm gì đó và bạn nói với người thu tiền là tôi có thể uh, trả tiền bằng cách này, cách kia được không, đúng không? À, công thức của nó là can đến chủ ngữ uh, can I chủ ngữ đây xin phép thì là ai rồi đúng không cộng với động từ bình thường không có chước à, đến nhà ai đó xin phép dùng cái gì đúng không? can I hoặc may ai uh, use the toilet vân vân đúng không can tiếp tục uh, nó diễn tả sự tiên đoán về sự việc hiện tại và kém chắc chắn hơn là must à, ví dụ như là the kids can be tired after the game sau trận đấu uh, thì rất có thể là bọn trẻ sẽ mệt. Tired công thức đây là chủ ngữ cộng với can cộng động từ infinitive, be infinitive. Can có thể dùng để diễn tả sự tiên đoán về việc đang xảy ra ở hiện tại nhưng kém chắc chắn hơn must. À, ví dụ she is not here cô ấy không ở đây. She can be shopping có thể là bây giờ cô ta, ta đang đi shopping. Do là dùng ở cái thì tiếp diễn nên chúng ta đằng sau can đằng sau trợ từ chúng ta có thêm từ be trước khi chúng ta thêm Uh, động từ doing. À, uh, can hay dùng để diễn tả tiên đoán về sự việc quá khứ nhưng kém chắc chắn hơn. Must, ví dụ I did not see him at the party yesterday. Uh, bữa tiệc hôm ngày hôm qua tôi không nhìn thấy anh ấy. He, he can have been ill. Có thể anh ta không đến vì có thể là anh ta bị ốm rồi. Thì công thức ở đây là chủ ngữ cộng can cộng have cộng với phân từ 2 Như vậy ta thấy là đằng sau can thì có thể có dạng phân từ 2 Đấy. Thì thì uh, chúng, trước khi dùng phân từ 2 diễn tả cái sự việc đã hoàn thành đã xảy ra trước sự việc khác thì chúng ta có trợ động từ ở dạng hoàn thành là have vì vậy ta có can have sau này có thể có các câu khác các động từ khuyết thiếu khác gọi should have hay might have rồi đến phân từ 2 à, uh, cannot chỉ sự không thể đúng không để tuyên đoán về việc chắc chắn không xảy ra ở hiện tại quá khứ hay thay cho must ví dụ như là it can't be five o'clock giờ này không thể là 5 giờ được Đúng không? công thức là chủ ngữ cộng cannot cộng động từ nguyên thể không có to. ví dụ hai she can't have failed the exam as he has worked hard for it anh ta không thể nào thi trượt được bởi vì là anh ta đã học ôn um, thi nó rất chăm chỉ đúng không công thức ở đây là chủ ngữ cộng cannot cộng have cộng động từ phân từ hai à, chúng ta cùng uh, tới với một cái động từ khuyết thiếu khác đó là động từ could động từ could thì diễn tả cái khả năng ở quá khứ và được xem là dạng quá khứ của động từ can. À ví dụ when he was the kid, he could do magic tricks. Khi còn uh, còn là trẻ con thì anh ta là hay chơi những cái trò chọc ghẹo uh, nghịch đúng không? với công thức là chủ ngữ cộng với could uh, hoặc là couldn't, could not cộng với động từ nguyên thể không có to và chúng ta vẫn nhớ lại là tất cả các động từ tình thái hay động từ khuyết thiếu đây đi sau bởi các động từ nguyên thể không dùng to. Uh, could có thể dùng để diễn tả yêu cầu đề nghị hoặc được xem là có tính lịch sự hơn động từ can. Ví dụ ta có thể hỏi là Could you do me a favor? Có thể vui lòng giúp tôi một việc được không? Uh, công thức là Could cộng với you cộng với động từ nguyên thể không có to. Uh, ngoài ra thì uh, động từ could có thể dùng để gợi ý cho ai đó làm gì. Ví dụ you could ask her for some help. Uh, cậu có thể hỏi cô ấy uh, nhờ cô ấy giúp đỡ. Công thức là vẫn chủ ngữ cộng could và động từ nguyên thể không có to. Could có thể diễn uh, tả <laughs> sự tiên đoán về cái việc ở hiện tại nhưng kém chắc chắn hơn động từ can. Ví dụ là he is here today. He could be outside. Ngày hôm nay anh ấy ở đây và anh ta có thể ở bên ngoài. Um, Công thức là he uh, could cộng với động từ nguyên thể không có to. Đó chủ ngữ. Uh, could có thể dùng để diễn tả sự tiên đoán về việc đang xảy ra hiện tại. Nhưng kém chắc chắn hơn động từ can. Ví dụ như là my father could be watching TV. Có thể hiện giờ bố tôi đang xem TV. Uh, could có thể diễn tả tiên đoán về việc ở quá khứ. Nhưng kém chắc chắn hơn can. She could have done her homework before going out. Có lẽ là, đấy, chúng ta dịch. Khi gặp could và cộng với cái phân từ uh, hoàn thành Cái trợ từ hoàn thành và đến động từ ở dạng hoàn thành như thế này Could have done something Thì người ta dịch là có lẽ là cô ta đã hoàn thành xong cái việc Làm bài tập của mình, hoàn thành bài tập của mình trước khi đi chơi Đây là cái dạng phán đoán Thì Công thức của nó là chủ ngữ cộng với could Không đến động từ nguyên thể ngay mà đến trợ động từ ở hoàn thành là have Và đến động từ phân từ 2 Chúng ta có một cụm từ khác đó là be able to be able to diễn tả khả năng và có thể thay cho can could nhất là các thì không dùng được can và could ví dụ chúng ta xét bốn ví dụ ở đây ví dụ thứ nhất là i am able to speak french tôi có thể nói được tiếng anh thì uh, be able to ở đây thì người ta chia trước khi dùng vào able người ta chia động từ to be theo cái thì có thể thì hiện tại hay quá khứ theo cái thì phù hợp với cái ngữ cảnh Uh, dịch to be able to là có thể làm gì đó đúng không? tôi có thể nói được tiếng pháp. Uh, nếu ở ở uh, thì hiện tại thì ta có công thức là động từ to be, chủ ngữ đến động từ to be hiện tại là is, am, are cộng với able to và cộng động từ nguyên thể không có to. ví dụ hai là một câu ở uh, thì quá khứ, they were able to win the match. Uh, họ có thể đã chiến thắng trận đấu đó hoặc đã giành chiến thắng. công thức là chủ ngữ uh, cộng với Động từ to be ở thì quá khứ gồm hai động từ hoặc là were hoặc là was rồi đến able to và cộng động từ nguyên thể. Chúng ta xem ví dụ thứ ba. I hope I will be able to improve my speaking skills. Uh, speaking skills soon. Tôi hy vọng là tôi sẽ có thể cải thiện được cái kỹ năng nói tiếng Anh của mình sớm. Công thức đây là chủ ngữ cộng với will uh, will be able xong đến to cộng động từ. Uh, banfinite. Ví dụ thứ tư ta có thể xem trên màn hình the man hasn't been able to breathe under his knee. đó thì công thức ở đây chúng ta thấy nó khác các câu kia là thì hiện tại hoàn thành thì chúng ta cũng dùng trợ động từ hiện tại hoàn thành đến uh, động từ to be hoàn thành là been và chúng ta đến able to và đằng sau đó chúng ta dùng cái động từ nguyên thể uh, không có to breathe chúng ta không thể có able to to được mà able to rồi đằng sau đó là chúng ta dùng động từ nguyên thể thôi à, công thức là chủ ngữ cộng với have hoặc has cái trợ từ hoàn thành cộng với been và able to động từ khuyết thiếu could à, với à, sự khác nhau giữa could và were hoặc was able to à, thì quá khứ có một số khác nhau nhất định Uh, could có thể diễn tả một khả năng trong quá khứ. Ví dụ, I could read when I was I was great one. Thì uh, chúng ta có thể dùng cái câu tương tự như vậy. Uh, thì quá khứ ta có thể dùng uh, viết những câu thì quá khứ với was và were able to. Ví dụ như là Although his feet was hurt, uh, he was able to finish the race. Ý sự việc ở đây là À, có một sự thành công nỗ lực trong việc thực hiện hành động trong một tình huống cụ thể, tức là phải à, với dùng với able to thì à, đòi hỏi là có sự nỗ lực rất nhiều, cố gắng để thực hiện được việc đó, còn could kia thì diễn tả một khả năng bình thường. Như vậy là nếu mà trong cái ngữ cảnh của cái các câu xung quanh mà ý nói là phải cần sự nỗ lực lớn mới có thể làm được việc gì đó trong quá khứ thì chúng ta phải dùng to be able to. À, sự khác biệt giữa à, một cặp từ đó là may và might đều có nghĩa là đưa ra sự phán đoán có lẽ việc gì đó sẽ xảy ra trong tương lai Hoặc có lẽ là à, tương lai hoặc có thể là một số thì khác thì nó tùy theo cái trọng từ phía sau Hoặc là uh, có trọng từ hay không hay là đi động từ nguyên thể May, cụ thể là may diễn tả sự xin phép thỉnh cầu và được coi là lịch sự hơn Can và could Ví dụ may I have a look at it à, Tôi có thể xem uh, cái này được không Công thức là may cộng ai cộng động từ nguyên thể Uh, may có thể dùng để diễn tả tiên đoán về việc ở hiện tại, nhưng kém chắc chắn hơn can và could. Ví dụ she may not be at home now, có thể lúc này cô ta không ở nhà đâu. Uh, công thức là chủ ngữ cộng may, uh, not có thể là not hoặc là không, tùy theo tình huống. Uh, cộng động từ nguyên thể không có to, bare infinitive, uh, động từ nguyên thể không có to. May có thể dùng để diễn tả tiên đoán về việc đang xảy ra hiện tại, nhưng kém chắc chắn hơn can và could và liên tục ta thấy là may là một cái động từ khuyết thiếu nó chỉ khả năng xảy ra nhưng khả năng đó là có cái tỷ lệ xác suất sẽ là thấp và xếp sau can và could. he may be playing games at the moment có thể uh, bây giờ anh ta đang chơi chơi game công thức là chủ ngữ cộng với may may not cộng be cộng verb in. chỗ này để diễn tả cái việc đang xảy ra ở một cái uh, uh, thì tiếp diễn diễn tả sự việc tiếp diễn đang xảy ra chúng ta phải có thêm be và verb-ing chúng ta gặp cái dạng thức câu này rất nhiều trong các cái chuyên đề ôn phía trước may có thể diễn tả tiên đoán về việc ở quá khứ nhưng kém chắc chắn hơn can và could ví dụ they may have got lots công thức là chủ ngữ cộng may not have passed tức là trong quá khứ à, kể cả can cả could trong quá khứ thì diễn tả cái tiên đoán về việc đã xảy ra rồi thì chúng ta phải dùng thêm đằng sau là cái dạng hoàn thành là thêm trợ động từ hoàn thành và động từ phân từ hai dụ đây ta có là sau may ta có have và sau have là động từ phân từ hai là got got là phân từ hai của từ get get lost là có thể họ đã à, bị lạc đường à, với từ might thì might diễn tả sự xin phép thỉnh cầu và được coi là lịch sự hơn can could may ví dụ might i come in à, xin phép vào lớp chẳng à, thưa cô em vào lớp được không đúng không À, cho uh, tôi xin phép vào phòng hay tham gia vào cái uh, cuộc họp nào đó Đúng không? công thức là mai cộng ai cộng uh, động từ nguyên thể không có tu uh, Might có thể dùng để tiên đoán về việc ở hiện tại nhưng kém chắc chắn hơn can could may Đấy. liên tục ta nghe thấy như vậy ta thấy cái uh, uh, một số cái động từ khuyết thiếu dùng để tiên đoán về khả năng chắc chắn thì là can đến could rồi đến may Đúng không may uh, you might not feel hurt có thể là Cậu đã không cảm thấy đau. Công thức là chủ ngữ cộng might not cộng be infinitive. Might có thể dùng để tiên đoán về việc đang xảy ra hiện tại. Đó. Uh, my parents might be watching TV now. Uh, có thể là bố mẹ tôi đang xem phim vào lúc này. Đó. Might thì có thể dùng để tiên đoán về việc ở quá khứ. Nhưng kém chắc chắn hơn là can, could, may. Ví dụ the boy might have broken the window. Chúng ta thấy là ở quá khứ thì chúng ta phải dùng một cái uh, cái cái cách diễn đạt về hoàn thành là sau mai sau cái động từ tình thái này chúng ta lại thêm have và đến phân từ hai như là chúng ta đã dùng một cái động từ khác thì uh, dịch câu này là cậu bé đó uh, có thể là đã làm vỡ kính cửa sổ đây là sự tiên đoán và nó không hề có bằng chứng nào để để chắc chắn là cậu ta gây ra việc đó chỉ là tiên đoán thôi vì có lẽ là 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 À, người ta đã nhìn thấy cậu bé ở gần gần khu đấy và trước đấy đã chơi đá bóng chẳng hạn thì có vẻ cậu bé đó chính là nguyên nhân gây ra cái việc vỡ cửa kính. Ngoài ra chúng ta có một số cái động từ khác tiếp tục đến với cặp từ là shall và should với shall cách dùng là dùng trong thì tương lai đơn đối với hai ngôi là I và we chúng ta thấy là trong thì tương lai đơn thì có hai trọng từ là shall và will thì shall chỉ dùng riêng với I và we thôi, còn các ngôi khác he, she, it là chúng ta hoặc là các danh từ số ít ta không dùng với shall à, Ví dụ we shall, we shall come soon Chúng, à, chúng ta sẽ à, sớm tới đó đúng không? À, sẽ sớm tới đó Công thức là I, we cộng shall cộng có thể là động từ nguyên thể à, có thể not là phủ định và shall thì diễn tả lời đề nghị muốn giúp đỡ Ai đó ví dụ như Shall I carry the box for you? Tôi có thể uh, kéo cái hộp hay là uh, di chuyển cái hộp giúp ông hay giúp cậu được không? Công thức đây là Shall I cộng động từ nguyên thể không có to Ngoài ra thì Shall có thể dùng để diễn tả lời gợi ý. Ví dụ Shall we go to cinema? Tại sao chúng ta lại không đi xem phim nhỉ? À, chúng ta thể dịch sang tiếng Việt như vậy chứ không phải là chúng ta có thể chúng ta sẽ đi xem phim phải không? Không chúng ta không dịch như thế. Đây là lời gợi ý ý nói là tại sao chúng ta không làm này hay làm thế kia à, công thức là shall we cộng với động từ nguyên thể không có trừ ta sang một cái từ uh, trong cặp này là từ should should được coi là dạng quá khứ của shall à, quá khứ là gì shall là diễn đạt uh, cái ý định hành động trong tương lai thì quá khứ của shall hay của các hành động trong tương lai thì không phải là quá khứ đơn mà nó là người ta hay dùng uh, một cái cách diễn đạt là tương lai trong quá khứ đúng không? À, diễn tả lời khuyên được à, diễn tả sự ừ, tiếc nuối về việc sẽ xảy ra à, lẽ ra không nên xảy ra trong quá khứ. À, Suốt được coi là quá khứ của Sel với ví dụ như này: I thought I should not meet him again. Tôi nghĩ là tôi sẽ không gặp lại anh ta. Đó là trong quá khứ và diễn tả như vậy. Đây cái câu này cũng có thể dùng để để chuyển một cái câu à, từ dạng trực tiếp sang gián tiếp. À, chúng ta sẽ có một cái chuyên đề rất sâu ở phía sau thầy sẽ hướng dẫn các em khái quát các kiến thức cơ bản ở phần này thì nếu mà gặp một cái câu là I think mệnh đề chính là I think chủ ngữ là ở hiện tại và cái mệnh đề phụ uh, làm tân ngữ của cái uh, động từ think là I I shall not meet him again ở tương lai thì chúng ta có thể chuyển cả câu đó về cái dạng câu như trên màn hình là I thought I should not meet him again. Đó. Thì công thức của nó là chủ ngữ cộng should có thể uh, khẳng định, uh, should not ở uh, phủ định và cộng động từ nguyên thể không có từ. Uh, should được dùng để diễn tả lời khuyên như thế nào? You should take the medicine regularly. Uh, Cậu nên dùng thuốc hay uống thuốc thường xuyên. Chủ ngữ cộng với should ở uh, uh, khẳng định hoặc should not phủ định cộng động từ nguyên thể không có to. Đó, Should dễ diễn tả lời khuyên là cái mà có lẽ là cái cách dùng mà chúng ta hay gặp nhất, đấy, chúng ta cứ nghe ai nói ưu suất thì chúng ta hiểu là người ta khuyên mình đúng không? Con phải học tập chăm chỉ để thi uh, có điểm cao ở đỗ đại học đấy là cái lời của bố mẹ suốt đúng không? Con nên thầy cô thì khuyên là chúng ta nên ôn tập tất cả các dạng đề, còn thầy Hùng thì khuyên là gì? Chúng ta nên ôn khái quát uh, các cái kiến thức cơ bản nó đặc biệt tập trung vào các mẹo các bước làm bài theo cách hướng dẫn của thầy để có điểm cao. Đấy, ví dụ là ưu suất người ta cứ nghe suốt là hầu như người ta hình dung liên tưởng cái việc là đang được khuyên diễn tả sự tiếc nuối về việc lẽ ra lẽ ra nó không nên nên hoặc là không nên xảy ra tức là cái việc đã xảy ra trong quá khứ rồi mà mình muốn nó ngược lại lẽ ra nó ngược lại thì người ta dùng chút ví dụ he failed exam he should have started harder à, anh ta đã thi trượt lẽ ra anh ta phải học chăm chỉ hơn Thì chỗ này ta thấy là he should xong dùng thì cái, cái, cách dùng hoàn thành là sau đó have đến phân thứ hai had như vậy khi đọc xong câu này thì ta hiểu là sự thật là anh ta đã thi trượt còn một sự thật nữa là có phải là anh ta đã học chăm không không phải suốt đây không hề có phủ định nhưng chúng ta lại hiểu sự thật là anh he didn't study hard đúng không lẽ ra anh ta nên học chăm hơn thì với câu này thì cũng uh, kỳ thi chúng ta chưa đến cũng gần đến rồi nên chúng ta cũng cố gắng học ôn tập tốt để sau này một hai tháng nữa chúng ta không bao giờ phải dùng cái câu như này diễn tả về mình thầy hy vọng và chúc các em sẽ thi tốt à, cấu trúc thì đơn giản thôi à, chủ ngữ cộng suốt và cộng với cái trợ động từ uh, uh, hoàn thành và cộng động từ phân tử hai các em cùng sang một cái cụm từ khác uh, động từ khuyết thiếu ought và had better đó thì uh, với ought to, là cách dùng của nó là diễn tả lời khuyên. Đấy, có một số cách dùng như thế này. Một là diễn tả lời khuyên. Ví dụ như là You ought, ought not to eat much fast food Bạn không nên, Đấy, không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh. Công thức là chủ ngữ cộng ought. À, trong uh, câu khẳng định là khuyên bạn nên hay là khuyên không nên thì ought not cộng động từ to và động từ nguyên thể infinitive. Ought to có thể diễn tả sự tiếc nuối về việc lẽ ra nên không nên làm gì thì giống như là suốt vừa rồi người ta nhìn thấy đúng không? Chúng ta cũng có thể diễn đạt là uh, dùng ought to để diễn đạt một cái mong muốn ngược lại với thực tế đã xảy ra trong quá khứ. His car was broken on the highway. Cái xe ô tô của anh ta bị hỏng ở trên đường uh, cao tốc, đúng không? He ought to have had it serviced. Uh, lẽ ra là anh ta đã nên phải đưa nó đi sửa chữa trước khi đi trên cao tốc, trước cái, cái cái chuyến hành trình này lẽ ra phải sửa chữa rồi. Chủ ngữ công thức là chủ ngữ cộng odd trong ý muốn diễn đạt khẳng định odd not trong muốn khi bạn muốn diễn đạt về phủ định và chúng ta cũng cộng với have trợ động từ ở uh, hoàn thành và cộng động từ phân từ 2 past participle. À uh, chúng ta đến với một cái động từ khuyết thiếu khác được xếp vào nhóm từ khuyết thiếu đây là had better uh, có thể xếp vào nhóm uh, các cái cụm đặc biệt cũng được có cách dùng như là should và ought to nhưng thể hiện sự mong muốn nhiều hơn, tức là cũng thể hiện lời khuyên nên làm cái gì đó tốt hơn nên làm gì đó nhưng mà cái mong muốn của người nói ra này thì có cái ý là muốn muốn thực sự muốn nhiều hơn tức là rất muốn đối phương thực hiện cái lời khuyên hay mong muốn của mình. Đó. Ví dụ, we had better stay indoors during the storm. tốt hơn hết hoặc là À, chúng ta rất nên đấy. nên là ở trong nhà stay indoor đo là cửa indoor là bên trong nhà đấy stay ở trong nhà trong suốt cái trận bão này à, chúng ta có công thức là chủ ngữ cộng had better à, trong dạng khẳng định had had better not đấy, chỗ này phủ định của nó ta không dùng trợ động từ hadn không dùng các trợ động từ quá khứ để hỗ trợ mà ta dùng not phía sau had better not to đến động từ nguyên thể không không có to một cặp khác đó là world và out Will và would đều có nghĩa là sẽ nhưng hai cái sẽ này là ở hai trường hợp khác nhau. À, đối với world thì dùng trong thì tương lai đơn nó là trợ động từ thì tương lai đơn ví dụ the family will not accept his apologies. À, gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận cái lời xin lỗi những lời xin lỗi của anh ấy. Công thức là chủ ngữ cộng world trong khẳng định hoặc cộng will not trong phủ định cộng với động từ nguyên thể không có to thì. Um, Tiếp theo là World có thể dùng để diễn đạt diễn tả cái lời đề nghị lịch sự. Khi mà chúng ta nghe thấy cái trợ động từ World là cái đầu tiên chúng ta hướng tới đó là diễn tả tương lai là cái việc gì đó sẽ xảy ra. Và cách dùng thứ hai sau đó là diễn tả cái lời đề nghị lịch sự. Ví dụ will turn on the fan. cậu có thể làm ơn hay bật cái quạt lên được không? Trời nóng chẳng hạn thì có yêu cầu như vậy. Thì vẫn cấu trúc vẫn như trên thôi, vẫn will cộng với À, ở đây yêu cầu với đối phương thì chúng ta chủ ngữ cụ thể là will will you you cộng với động từ nguyên thể không có quá à, Ngoài ra will có thể diễn tả lời hứa, à, sự đe dọa. Ví dụ I will buy him a toy on his birthday. À, tôi sẽ hứa là sẽ gì ạ? Mua cho anh ta một cái món đồ chơi à, cho cậu bé. Anh ta ở đây chắc là sẽ là một một cậu con trai đúng không? Một cậu bé trong ngày sinh nhật của cậu ấy thì cấu trúc của cái này cũng giống như ở trong cách một thôi vẫn là chủ ngữ cộng will hoặc will not cộng động từ nguyên thể cơ bản là có ba cách như vậy đối với will còn đối với would thì ta thấy là would được coi là dạng quá khứ của will tương đương với dòng trên chúng ta nhìn trên màn hình thì ta thấy là à, ở thì tương lai ta nói là ta sẽ làm gì đó trong tương lai Thế thì trong tương lai trong quá khứ có nghĩa là khi ta lùi cái thời gian đó à, tương lai trong quá khứ là gì là một thời điểm xảy ra phía trước một thời điểm khác, à, xảy ra sau một thời điểm cụ thể xác định đang nói trong quá khứ. Và xét ví dụ, we hope that we see it come back. Chúng tôi đã hy vọng rằng là cô ta sẽ quay trở về. Đấy. Rõ ràng là trong quá khứ ta vẫn dùng sẽ. Cái này thì so với tiếng Việt thì cũng hơi đặc biệt một chút nên thầy phải giải thích kỹ. À, công thức uh, như này là chủ ngữ cộng út trong khẳng định hoặc là not trong phủ định cộng động từ nguyên thể không có to. Và cách dùng thứ hai của ut là diễn tả lời mời. Would thì diễn tả lời yêu cầu, đề nghị, nhờ vả, Còn đây diễn tả lời mời. Would you like some coffee? Would you like some tea? Uh, would you like to come to my house? Uh, to have the party? Vân vân. Or dinner? Uh, would you like uh, something to eat? Vân vân. Một cách dùng khác là diễn tả yêu cầu lịch sự. Ví dụ, would you mind singing here, please? À, chúng ta có cấu trúc là would you my doing something? bạn có có phiền bạn khi bạn làm giúp cái này không hoặc bạn có ngại làm việc này không chúng ta sang một cái cụm một cái nhóm các cái động từ khuyết thiếu tiếp theo là dare need và used dare chỉ là dám need là cần thì uh, dare được uh, cách dùng của dare như này dare được dùng như động từ khuyết thiếu thường ở câu phủ định và nghi vấn ví dụ dare you ask the boss for the promotion bạn có dám hỏi sếp để yêu cầu uh, thăng chức không đúng không? He dare not tell his parents the truth. Anh ấy không dám nói sự thật với bố mẹ mình. Công thức ở đây là trong câu khẳng định thì dùng chủ ngữ cộng với dare trong uh, cộng với động từ. Còn trong câu phủ định thì chúng ta không không dùng trọng từ phía trước dare mà chúng ta dùng dare not cộng be infinitive. Còn trong câu nghi vấn, câu hỏi thì chúng ta có thể đảo đeo lên phía trước như cách dùng của can, could, là dare you. Giống như câu hỏi đây, dare you ask the boss. À, cách dùng tiếp theo của dare là dùng như động từ thường và cần trợ động từ ở câu phủ định và nghi vấn. Tức là cách dùng một là cách dùng đặc biệt, cách dùng thứ hai là chúng ta cũng coi nó như động từ bình thường. Đấy. À, cách dùng thứ nhất thì dare được coi là động từ khuyết thiếu, còn cách dùng thứ hai thì coi như động từ thường như chúng ta có là She dares to go out alone at night. Uh, I did not dare to meet him. Tôi không dám gặp ông ấy. Do, do you dare to try zip lining? Uh, công thức ở đây là chủ ngữ cộng dare, uh, cộng to infinitive. Đó, dare to do something. Và dare dùng trong cấu trúc là I dare say. Có lẽ tương đương với perhaps. Tôi có lẽ là, dịch có lẽ là I dare say đệm phía trước giống như perhaps hoặc là maybe Đó. they will cut down the trees có lẽ là họ sẽ chặt hết những cây này đấy đúng không? I dare say chủ ngữ cộng với. tức là đằng sau là một mệnh đề bình thường ta dịch cái phần phía trước I dare say là có lẽ. Uh, need từ need là cái động từ khuyết thiếu mà chúng ta cũng rất hay gặp Đó. thì cách dùng là như này động need có thể dùng như một động từ khuyết thiếu trong câu phủ định và nghi vấn trong câu khẳng định Uh, cần đi kèm với từ phủ định uh, Các ví dụ I think you needn't say anything Đó. Nó khi nó với vai trò là từ khuyết thiếu Thì chúng ta không cần trọng từ Mà ta dùng phủ định thẳng đằng sau Need not và viết tắt là needn't say anything Tôi nghĩ là cậu không nên nói gì ở đây nữa Đúng không uh, Need I pay right now Tôi có thể thanh toán bây giờ được không Thì chúng ta đảo need lên trước Hoặc là you never need do booking bạn không bao giờ nên đặt đúng không? đặt vé hay đặt phòng gì đó thực hiện cái việc đặt đó cấu trúc ở đây là cộng trong câu khẳng định là chủ ngữ cộng với nít cộng với động từ và trong câu phủ định thì là chủ ngữ cộng nít cộng nót phía sau trong câu nghi vấn chúng ta đảo nít lên trước cách dùng thứ hai nít được dùng như động từ thường tức là giống đe vừa nãy động từ thường thì đương nhiên là chúng ta phải theo quy tắc của nó chúng ta áp dụng dùng trợ động từ trong khi câu phủ định và trong câu nghi vấn chúng ta có ví dụ là you don't need to call him him now à, cậu không nên gọi anh ta bây giờ thì đây là câu phủ định chúng ta dùng don't là trợ từ phủ định phía trước need và do i need to call him now tôi cần gọi anh ta không Đấy, chúng ta có trợ từ do phía trước câu hỏi là đầu câu à, ngoài ra thì need có thể diễn tả việc lẽ ra cần làm trong quá khứ nhưng thật ra đã không xảy ra tức là giống should và ought mà ta đã đã đề cập À, nó diễn tả một cái mong muốn hoàn toàn trái ngược lại với sự thật trong quá khứ ví dụ there is plenty of sugar in the fridge you needn't have bought it có rất nhiều đường trong tủ lạnh rồi lẽ ra bạn không cần à, không cần mua thêm đường nữa Còn nếu trong gia đình có thể vợ chồng nói nhau lẽ ra em không cần mua đường nữa vì trong tủ lạnh có rồi đúng không Thế thực tế của câu nói này của cái thông tin liên quan đến cái tình huống này là thực ra là bà vợ đã mua đường rồi đúng không thì mới nói là lẽ ra À, công thức đây là chủ ngữ cộng nít trong phủ định và cộng nít not hoặc là à, cộng phân từ hai là diễn tả ở đây cái việc lẽ ra không không nên làm ấy, là phải cộng phân từ à, hai trợ từ ở à, à, hoàn thành và phân từ hai như công thức ta nhìn trên bảng các em có thể quay chậm để nhìn rõ hơn cái công thức này với used uh, thì used được dùng để diễn tả thói quen trong quá khứ trong một số phần ôn tập trước thì thầy đã điểm lại rồi một số ví dụ liên quan used to các em đã được xem rồi diễn tả thói quen trong quá khứ và hiện tại hiện tại thì nó không còn làm nữa ví dụ như when I was a child chúng ta rất hay gặp cái câu như này khi còn bé khi còn là đứa trẻ thì tôi thường làm việc gì đó mà đến giờ tôi không làm nữa ví dụ tôi thường trèo cây này à, có thể là bơi ở ao này hay là làm những việc gì khác mà chúng ta cái thói quen ở cái tuổi thơ chúng ta hay nhóm bạn bè cùng xóm phố hay chơi nhau hay chơi đá bóng hay vân vân đến lớn lên thì cái thói quen không còn nữa thì chúng ta dùng cấu trúc used to để hồi tưởng nhớ lại à, công thức ở đây là chủ ngữ cộng used to cộng động từ nguyên thể không có to à, cách dùng tiếp của used to là dùng như động từ khuyết thiếu và động từ thường cần trợ từ did ở câu phủ định và nghi vấn ví dụ did you used to be late for school bạn có thường cậu thường đi học muộn không trước đây thường đi học muộn không hỏi nghĩa như vậy she didn't used to drink coffee trước đây là cô ta không quen là không thường Nên chúng ta dịch là không quen uống cà phê à, công thức là did trong câu hỏi chúng ta vẫn dùng did ở phía trước cộng với chủ ngữ cộng used to cộng với động từ nguyên thể không to à, used to cái to ở đây là nó đi theo cái use used rồi thì vì thế động từ theo sau không có một to nữa chúng ta không có used to to đúng không À, thì thế thầy mới nói là động từ nguyên thể không tu chứ không phải là các em nhìn thấy cái câu đó có you to uh, climb the trees lại bảo thầy bảo sao vậy có to ở đây thầy bảo không có tu là không đúng và you cái to kia là theo cái use đi trước chứ nó không theo cái động từ climb đi sau à, ngoài ra thì you to có thể dùng các cấu trúc đi với à, các cấu trúc khác và dùng đi với you to ví dụ ta có là get you to hay là to be you to thì chỗ này dịch là quen quen với việc gì đó I'm getting used to getting up early à, khi bạn thay đổi một thói quen chúng ta đang 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 ngủ dậy muộn mà chúng ta vào môi trường làm việc mới yêu cầu phải ngủ dậy sớm thì phải một thời gian nó quen và chúng ta phải có là diễn tả tả bằng câu gì? À, tôi đã quen với việc thức dậy sớm đằng sau used to ở đây nó khác một chút với trên là trên là used to do something thì ở đây là used to đằng sau to lại là dùng danh động từ Getting up chứ không phải là to, get up đó. À, với khi dùng danh động từ thì có nghĩa là quen việc gì, còn nếu mà nó không dùng danh động từ mà dùng động từ nguyên thể không to thì có nghĩa là thường trước kia đã làm việc gì đúng không? À, chúng ta xem các em xem trên màn hình này. À, chủ ngữ cộng với get cộng với use to use và đằng sau là cộng danh động từ doing luôn luôn như thế. Chúng ta phải rất để ý đến các cái câu mà có cái cấu trúc uh, use to rồi và đằng trước lại là get đấy hoặc là trước là Tobi thì chúng ta phải rất cẩn thận nghĩa của nó sẽ khác hoàn toàn với việc là trước đây làm gì và nghĩa của nó sẽ là quen với việc làm gì tương tự như vậy thì đấy Tobi cũng vậy chúng ta có câu là we are not used to eating durians à đây là món đặc biệt chắc là các bạn ở miền Nam thì sẽ thường xuyên gặp món này đây là đặc sản ở miền Nam món sầu riêng đúng không hiện nay có rất nhiều các cái bánh sầu riêng ở sóc trăng đã được đóng gói bán khắp toàn quốc ở Hà Nội như cũng có thầy đã được vào đấy và thưởng thức trong đấy rồi thấy món này rất là ngon ban đầu thì khó nhưng mà bây giờ thì ngay cả những người mà không nghiện dần dần ăn nhiều thì cũng sẽ nghiện cái món này à, sầu riêng durian à, công thức của nó là gì là chủ ngữ cộng mấy động từ to be cộng used to cộng verb-ing và nó có ý nghĩa tương tự như là get used to đây là to be used to ở đằng sau là cộng danh động từ quen với việc gì à, chúng ta nhớ như thế một số câu ở phần luyện tập để giúp các em củng cố thêm kiến thức ở đây. Ví dụ, câu số 1. Uh, các câu hỏi trắc nghiệm thì luôn luôn có yêu cầu là chọn đáp án đúng nhất trong bốn đáp án đúng không? Bài thi trắc nghiệm thì luôn dễ dàng hơn cho các em hơn là bài thi tự luận thì các em không phải ghi chép không phải viết gì cả, chỉ chọn, phân tích thôi, chúng ta phải áp dụng các chiến lược phân tích để tốn ít thời gian nhất và đưa đáp án đúng nhất. Câu đầu tiên. Hưng, hay Hùng Uh, sleeping because uh, there's still light on his room. Không thể nào, đúng không ạ? Đang ngủ được bởi vì là đèn vẫn còn đang sáng trong phòng, đúng không ạ? Đấy là nhìn vào cái đèn để phán đoán. Và chúng ta uh, dùng cái động từ khuyết thiếu là can't be. Be là dùng với cái sleeping. Chúng ta thấy sleeping kia đương nhiên tất cả đây là be. Bốn đáp án này chưa loại trừ thì chúng ta chỉ xét về nghĩa thôi. Mustn't be là không phù hợp, đúng không uh, Shouldn't be là không phù hợp, không nên hay là À, không phải là không đúng trong trường hợp này là không phải đúng không ạ không phải là không nên mà sẽ không thì càng không đúng người ta loại trừ về nghĩa thôi là a b d bị loại trừ chúng ta chỉ còn can be ở đây ta hiểu là cái câu phán đoán và nó có cái à, chúng ta đã ôn lại một số cái cách phán đoán dựa vào minh chứng và không có minh chứng thì can là cách phán đoán có minh chứng minh chứng ở đây là đèn vẫn còn sáng chúng ta nhìn thấy đèn sáng phòng và đoán là anh ta à, bạn hưng thì bạn chưa ngủ đó thì C đã bán đúng. Và thấp hơn cái phán đoán của động từ khuyết thiếu can thì ta có could hay may hay might mà chúng ta vừa ôn lại đấy. Câu số 2, I might have met her but I'm not sure. I don't remember her name. Có lẽ là chúng ta gặp cái may hay should hay could hay would hay ought to hay gì, gì đó và liên quan đến có lẽ mà dùng cái trợ từ ở hoàn thành thêm have và đằng sau là phân từ 2 thì chúng ta có thể có những phán đoán hoặc có những cái nói về những cái sự việc lẽ ra đã xảy ra và nó ngược hoàn toàn với, với thông tin thực tế và hiện tại đấy thì chỗ này có lẽ là tôi đã đã gặp cô ta rồi đấy nhưng mà tôi không chắc chắn tức là chúng ta không hề có minh chứng hay là cái trí nhớ không còn đủ để khẳng định là có gặp hay chưa chúng ta chỉ đoán như vậy thôi thì cái might ở đây nói về phán đoán nó thấp hơn rất nhiều so với các động từ khuyết thiếu khác câu số 3 I use I use your pen. My has broken. Câu này có nghĩa là gì? My ở đây là đại từ uh, sở hữu, nó thay cho là my pen, đúng không? My ở đây nghĩa là cái bút của tôi đã bị hỏng rồi. Broken ở đây là có nghĩa là vỡ trong trường hợp này dịch là hỏng. Thế thì đây là câu xin phép là cho tớ dùng nhờ cái bút mượn cái bút của cậu hay dùng bút của cậu được không? Đấy, thì chúng ta có thể dùng là may I, đúng không? Uh, can I? hoặc là mai ai đây là tất cả các câu này là câu đề nghị và đáp bán đúng lại là đáp bán D đây là một cái kiểu câu trắc nghiệm này cũng thi thoảng mới họ mới cho thôi Đấy, nhưng mà nếu có này thì chúng ta thấy là đã bán D đây là đúng tất cả đều đặt may cũng đúng mà can đúng mai đúng phía trước là đều xin phép it was really great party you should or should have come here. there out À, chúng ta nhìn cái câu phía trước để phán đoán cái mệnh đề phía trước đó là edwards có nghĩa là cái việc này xảy ra chưa rõ ràng là xảy ra rồi Nếu xảy ra rồi thì cái mệnh đề phía sau câu ở phía sau của đơn phía sau này nó phải nói về những hành động kể cả khuyên hay là phán đoán hay gì đó thì nó phải trong quá khứ và you should ở đây là lời khuyên hiện tại đúng không you should come bữa tiệc uh, thực sự rất đã bữa tiệc đó đã là, là bữa tiệc rất là tuyệt vời đấy ấy diễn ra rồi đấy. Thì bạn nên đến đúng không nếu như thế thì nó không hợp về nghĩa không phải bạn nên là, là sẽ đến thế câu a loại câu b loại đúng không bởi vì chúng ta chỉ dùng tương lai trong quá khứ khi mà chúng ta có cái thời điểm cụ thể trong quá khứ could have thì nó không chắc chắn và không đúng nghĩa bằng là should have đấy, bạn lẽ ra nên từ should có có nghĩa là nên còn could nên là lẽ ra có thể làm hay có thể thì nó lại về nghĩa không hợp lắm nếu mà chúng ta không có should have và có một từ khác thì có thể could thì nó lại uh, là hợp nhưng trong trường hợp này thì could không không hợp nghĩa so với should have should have sẽ hợp hơn chính vì thế đáp án của nó là b câu tiếp theo when I was at secondary school I khi tôi còn học sinh học ở trường uh, phổ thông thì tôi chấm 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 the family motorbike uh, tôi gì ạ couldn't use couldn't have used can't use shouldn't use. Đấy. À, tôi không được dùng uh, xe, không thể dùng xe máy của gia đình. Những câu này thì có đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ bởi vì nó không đúng. Đấy. Không phải lời khuyên ở đây. Thì chỉ còn hai kia thôi thì A đáp án sẽ là đúng nhất. À, 6. Don't go far away. Đừng có đi xa. I call you to come over back here. Đó. Đừng có chạy xa. Đây có có thể là một cái lời nói gận dò của người bố người mẹ và đưa con đi chơi chẳng hạn đúng không hay là có thể là một người hai bạn đồng nghiệp đang cùng hợp tác làm việc gì đó thì cậu đừng đi rời khỏi đây xa để tớ có thể nhờ đúng không call you come over back here là gọi quay lại Thế chỗ này chúng ta sẽ là gì ạ tôi có thể nhờ gọi cậu quay lại hay là thường gọi Đấy, chúng ta có dùng thường gọi không đây là câu mệnh lệnh hiện tại Đấy, chúng ta không thể liên quan quá khứ thường trước kia được đúng không I used to là C là đương nhiên phải loại ra I may Có thể không và I ought to à, Tôi nên, tôi nên gọi không hay tôi nên gọi Đấy, Thì chúng ta so sánh có thể loại trừ đáp án ở đây là May, tôi có thể gọi thì là phù hợp hơn là nên gọi đúng không? À, câu số 7 He has been studying for, for hours uh, He stopped to rest now Anh ta đã học liên tục Tức là đã việc đã bắt đầu trong quá khứ và diễn ra tới bây giờ học liên tục được 4 tiếng rồi và bây giờ là anh ta nên dừng lại để nghỉ nghỉ ngơi đúng không cái ý của nó trong tiếng việt là như vậy thế thì sell, stop có đúng không dare stop dám chúng ta có dùng dám ở đây không có ai ai bắt người ta phải ngồi đây không không mà dùng dám đúng không should have lẽ ra à, nên dừng lại để nghỉ ngơi nếu ta dùng lẽ ra thì đằng sau cái động từ động từ chính của stop thì phải để dạng phân từ hai và nó sẽ phải có thêm ed vì thế chúng ta loại trừ đáp án B và C rồi đúng không? Chúng ta chỉ có thể suốt nên dừng lại hoặc là shall uh, sẽ dừng lại thì trong trường hợp này suốt sẽ phù hợp hơn là shall. Câu số 8. chấm uh, chấm chấm này, you lend me some money. Uh, cậu cho tớ mượn ít tiền này không? Đây là cái câu hỏi đề nghị đúng không? Đề nghị giúp đỡ. I need to buy that book. Tôi cần để mua quyển sách đó. Đấy thì cái uh, đề nghị ai đó với uh, chủ ngữ là you thì chúng ta có dùng may không, không? may you không chúng ta dùng là may ai à, chúng ta loại rồi may you là c loại must không ai bắt buộc ở đây cả đi mượn nhờ ta không phải là bạn phải cho tôi mượn tiền đúng không b loại should you và could you chúng ta còn hai cái đó thì cái nào dùng phù hợp với câu để mượn thì should là nên bạn có nên cho tôi mượn tiền không nghe có vẻ nó không phải là câu đề nghị lắm đúng không đáp án là a là could you hoặc là can you can you thì nó hợp hơn Nếu có can thì chúng ta có thể chọn can Câu số 9 Đáp án là Darren à, Chúng ta đã học rồi Thầy sẽ lướt qua nhanh Và chúng ta có thể xem lại chương trình này trên Youtube Và các kênh chính thức của uh, chương trình này VTC hoặc là VNUIS hoặc là Teddy Channel Chúng ta có thể dừng hình và xem lại Áp dụng các cái ba cái bước mà thầy vẫn liên tục uh, khuyên các em Đó là Phân tích là đọc kỹ đề thi, xác định đúng yêu cầu của đề thi hay là phân tích để loại trừ các đáp án không phù hợp. Bước thứ hai và bước thứ ba bắt đầu với đến là dịch câu tìm nghĩa và xem nếu mà có nhiều đáp án có nghĩa, khả khả thi đều có thể chọn. Sau khi loại trừ rồi thì người ta mới đến dịch câu, dịch nghĩa. Và nếu chúng ta loại trừ được hết ở bước hai rồi, chúng ta không cần phải dịch câu nữa, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian để chúng ta đi tập trung ở các câu khó hơn. Các câu tiếp theo ở đây câu 11, câu 12 cũng là những cái câu À, theo thầy nghĩ thì à, độ khó những câu này nó chỉ nằm mức độ B1 thôi, không có gì khó khăn cả, nó cấp độ số 2, đó là thông hiểu, tức là chúng ta cứ hiểu kiến thức đó và áp dụng y nguyên, không hề cần phải suy luận hay sáng tạo gì nhiều là chúng ta có thể làm được và à, những câu hỏi phần này chúng ta để ý trong các cái um, câu từ câu 5 câu 13 trong đề thi và có thể là câu uh, 8, câu 9 câu 11 là nó có xuất hiện những cái động từ khuyết thiếu như thế này. Rồi uh, động từ bị động chúng ta thấy nó là dạng đơn giản thôi chứ không không ở dạng phức tạp cái ở dạng phức tạp thì thầy ôn để phòng khi mà các em có thể gặp phải thì các em biết cách để mà giải quyết và có thêm cái điểm cho nó cao chứ thông thường thì trong cái ma trận và độ khó của đề thì chúng ta làm được những câu này là đã yên tâm có thể có điểm rồi độ khó thường ở mức là B1. Rất ít câu ở B2. Các em có thể xem qua. Ví dụ uh, câu số 15. It is sunny now. Trời đang nắng. I brought the umbrella. Bây giờ trời đang nắng quá. Tôi cái gì đây? Needn't have brought the umbrella. Uh, wouldn't have hay là ought to, ought to not have. Uh, couldn't have. Chúng ta thấy là có. Needn't have. À, chúng ta xem tiếp một số câu khác và các em... Uh, tự đọc dừng hình và ở trên xem lại trên YouTube và các em có thể dừng hình xem lại và áp dụng bước phân tích của thầy để tìm cái đáp án đúng và hiểu được đáp án đó. Nếu các em có thể mà xem trên YouTube của thầy các em hoàn toàn có thể đánh tin nhắn và hỏi trực tiếp trên đó thầy sẽ giải đáp. Các câu luyện tập thầy đưa ra để các em có thể xem và củng cố thêm kiến thức thôi. Độ khó thì nó rất là vừa phải cấp 2 và cùng lắm là cấp 3 thôi chúng ta gặp lại uh, các cái từ khuyết thiếu động từ khuyết thiếu như đây là used to là thường trước kia thường rồi used to rất nhiều used to rồi, rồi must have phải làm gì đã phải làm gì hay would have nên làm gì đã nên làm gì should have nên làm gì, nên làm gì need have cần phải làm gì chúng ta có một số từ đấy, vẫn các từ mà thầy vừa ôn ở đây hoàn toàn rất quen thuộc và cách dùng không khó lắm À đến đây thì chúng ta đã kết thúc cái số ngày hôm nay chúng ta đã ôn lại về động từ khuyết thiếu và động từ bị động đây là một hai cái chuyên đề bởi vì là cái thời gian thời lượng phát sóng và thời gian ôn thi của chúng ta cũng rất là gấp nên thầy khái quát những kiến thức cơ bản nhất những kỹ năng làm bài cơ bản nhất và cần thiết nhất đối với chủ đề này để giúp các em có thể đạt được cái, à, tối ưu hóa cái điểm số của mình trong cái khi làm bài thi tiếng Anh theo đúng lộ trình ma trận thầy đã trình bày. Các em nhớ là câu sẽ là các em làm câu 1 2 3 4 24 25 43 44 45. Đấy chúng ta làm theo lộ trình đó dần dần. À các em nào mà chưa xem chương trình số 1 về ma trận đề thi thì các em xin hãy xem lại trên các kênh chính thức của VTC Now, à, kênh YouTube chính thức VTC Now, YouTube VNUIS hoặc Teddy Channel để các em nắm được cái số đó là cái số quan trọng nhất mặc dù đề thi của bộ đã công bố và đáp án đã công bố không có gì khó khăn chúng ta hoàn toàn thể search được trên mạng tuy nhiên là cái cách làm bài và lộ trình làm bài thì hoàn toàn mới thầy đã phân tích ra độ khó để chúng ta nên làm thế nào và sau khi chương trình này thì các em làm các bài tập về nhà để các em tích điểm và các em có cơ hội để chiến thắng được dành các suất học bổng rất là giá trị do nhà tài trợ là khoa quốc tế đại quốc gia hà nội tài trợ cho chúng ta chúng ta có một giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho bạn nào em nào mà có cái điểm số làm bài tập sau 15 chương trình phát sóng này cao nhất sẽ được 10 triệu đồng và sẽ được phát à, phần thưởng sẽ được trao cho các em vào cuối tháng 8 và có thể đầu tháng 9 còn có chúng ta có hai loại giải thưởng khác đó là 20 uh, học bổng trị giá 500 đô la Mỹ dành cho việc học tiếng dự bị tại khoa quốc tế đại học quốc gia hà nội trong trường hợp các em có điểm số đủ cao trong kỳ thi và xét tuyển thành công trở thành sinh viên của khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội thì các em sẽ được trao bổng này và bổng này sẽ được trao vào cuối tháng 10. À ngoài ra còn một cái học bổng khác là 200 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho việc học tiếng dự bị tại khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội khi các em xét tuyển thành công trở thành sinh viên của khoa quốc tế có rất nhiều các cái lợi ích xem khi xem chương trình này và có cả suất học bổng cho các em trên con đường các em xây dựng ước mơ học đại học và xây dựng nghề nghiệp của mình. Và hy vọng rằng chương trình này sẽ giúp cho các em À, trong việc ôn thi và giúp các em tối ưu hóa tất cả cái lộ trình con đường của mình trong việc học hành và à, trở thành sinh viên chúc các em gặp nhiều may mắn và chúc các em thi tốt à, xin chào và hẹn gặp lại